À bố chơi mày tê điện luôn này, sáp ca này. Sáp ca mày cũng đã tao có sáp át à? Sáp át mày đi. Sáp át đây này, tao xin đi. Sáp át bây giờ của mày nó đánh bốn lá của như này à? Đi con mẹ cái thằng anh cua này mày gặp kiểu ở đâu ra ấy? Đi hao bà ai biết mày à? Chặt con mẹ ăn tay bây giờ. Em sai thì em chịu với các anh, bây giờ các anh với cái tiền này về em đến cho các anh thêm một tí nữa. Còn các anh chưa tài không? Mày nói mẹ em được. Nói giọng sai giọng rồi đấy à? Mày hạ cái tông giọng luôn. Đếm tiền à? Đếm một 15.5 rồi. Không bố cho mày hiểu được luôn đấy. 3, 4, 5, 5.5 một người ơi. Em thằng con lợn này bọn bố đi bịp không bịp mày thôi, mày đi bịp bọn bố mày à? Đây. Nhà có bài không bạn ơi? Bài thằng này nó còng con mẹ rồi đánh 2 rô anh kiểu đéo gì đâu mà. Thì chết được có bài. Đâu, em đi ra ngoài kia mua anh một bài gì đây à? Đây bài đi em ơi. Đây anh có một bài người đây, lúc nào anh cầm đi chơi đây. Bố mày thằng này bài này không việc gì không này. Bài này không việc gì. Đó tôi xem nào. Bài có việc gì. Mà bây giờ cái này bây giờ bố mày tha sai mà một lần rồi đấy. Bây giờ lần này mày mà bị làm sao nhá. Bộ bài có vấn đề bố mày đấm thẳng mặt mày luôn đấy. Đấy còn bộ bài em có chịu trách nhiệm mới rồi. Rồi bạn làm việc ấy để tôi sắp mấy bộ bài vậy. Thằng con lợn này đánh gà 500 mày vào thêm ba đóng 3 gà thôi. Ờ thì được, cứ chấp nhận đóng 3 gà. Đóng 3 gà đấy là thằng này cho xong. Được cái này đi. Bắn đầu. Đây, 3 lá của tao này, tao đánh 4 lá cái loại mày nữa mà nhìn bố bài 3 lá luôn. Ủa, như này. 3 lá đẹp luôn đi. Đẹp luôn đi, nó phải đẹp mù mắt luôn đi. Bạn cái này, thằng chó là không có cái được. Tôi phải là cái mẹ bài này tôi đi cho chắc đi cái 500 rồi. Ui ê, mẹ đùa chứ bạn. Đi cái 500. Toang rồi. Kìa, đi 500 kìa. Thừa cho cái 1 triệu. Vẫn bài cũng 3 điểm thì thôi, cái này không chơi làm gì. Không chơi à? Không có điểm. Bạn bao nhiêu rồi? Thôi 1 triệu rồi. Triệu rồi bắt bằng cho anh em mình đánh dấu với nhau rồi mà. 3 này 4 này 5 này bắt bằng thôi. Thôi thì ăn bạn thế rồi. Bạn bị điên. Ôi 9 cái gì? Ui lại còn truy ca án này. Ôi chưa xa sống với bạn luôn. Sáp xiếc à? Vẫn ngon 1 triệu ấy à? Vẫn thế. Vẫn thế. Mẹ mày mà bịp bọn bố mày cắt gân mày luôn đi. Cắt đi. Để tôi cắt rồi các bạn nhau thì cắt xong rồi. Chứ năm này là 1.5 triệu đủ gà đúng không? Tôi quả đâu đến lúc mẹ mày tôi nó rách việc đây. Bỏ cái bài xuống thì mẹ đủ bài nhưng mà bế lên thì hao hao chặt cụ mày thay đấy. Không phải hao, cứ chơi xanh chín luôn chứ làm sao phải hao. Thì mày nên bài có mẹ nó ít rồi. Bà gà mày bố mày cho mày cái 5 sao lít. Cái gì à? Đi 5 lít thì mày bị mù mày bị điếc à? Thưa cho cụ khác. 1.5 triệu bắt bằng đúng không? Chuẩn luôn. 1.5 triệu bằng thừa thêm 3 triệu nữa. Cho hiểu luật luôn này. Thế vừa bạn đi bao nhiêu? Bạn đi 1 triệu 4 triệu bằng cơ. 1, 2 này, 3 này, 4 này, thừa này 2 triệu. 2, 3. Hôm nay mày gặp anh em bố mày hiền ấy, gặp thằng khác cắt con. Thừa 3 triệu à. Đến vòng của 1, mày đéo đâu mà đến. 2, 3, 4. Tổng mấy? Tổng 7 đúng không? Tao thừa 2, mày thừa bạn thừa mấy? Tôi vừa thừa 2. Thừa 4. 4 thì mày vứt 7 vào đây thì mày thừa 3 ra. Thừa thêm 3, thừa thêm 5 triệu khác cho mày hiểu luật tê điện luôn. Thế người địa là con quân này. Dạ, không được luật tê điện. Mấy chỗ bắt bằng nhỉ? Bạn đi mấy? Tôi 2, nó 5 là 7. Ui dồi. Tao yêu thì để thôi. Mà được. Để tôi. Mẹ. Bố mày bỏ mày luôn đi. Có 4 nên 5, 6 mà cũng phải ấm nên. 5 mày thừa 2 khác. Ai ấm cái gì? Thừa 2 khác à? Thừa 2 khác. 2 khác là bắt bằng đúng không? Đúng rồi, 2 khác là bắt bằng. 1, 2, 3, 4. 5 rồi, bắt bằng thừa cho mày 500 kỷ niệm. 500 đây này. Đi ạ 500. Ăn được nó không? Có thừa cho mày 500 khác rồi. Sao? 500 khác kìa. Chuyện tao hết tiền à? Bài thôi đâu. Biết nhận 500 này nhá. Đi mẹ mày 500 mà đánh chạc này đi. Đây, tao điện thoại tao bắt bằng 500 mày. Ờ, điện thoại có lên không á? Đi tận được cái mô hình rồi. Đấy, điện thoại lên 14 giờ. Được. 18 phút kìa. Thế thì ngửa bài ra. Xịt mẹ mày luôn cái gì? Đây, cá rồi này. Xét nhá. Này. Đưa điện thoại đây. Ủa thế. Ba mày. May tôi bỏ không bị bố tôi mất 7 triệu hết đấy đấy không ạ? Thì cái bài quý ca sĩ không đánh là đổ ngô. Quý ca sĩ chưa có cái gì mà cứ nhặng cái lên mà. Nhặng là cái gì? Ẩm cái lên là gì? Thì mày vào gà đi, mẹ ông gà quéo một đống chết à. Cái gì? Bố được thằng đổ này đổ luôn. Con này đánh ngay. Cô cắt kia gì không? Được, để bố cắt cái đít, đít là trẻ con với mày đấy à? À được, cắt đâu mà được, cầu hạc ngồi đây này. Lên đến bài của bố mày. Bọn bố đi từ Bắc vào Nam thì chưa thằng nào sợ bọn bố mày đâu ấy. Cái bài gì gớm thằng kia bắt bán ơi. Đây bài đây. Lẹ lẹ cái lên. Bố nhà mày nó kho cá hay sao mà mày mèo mèo. Tao chưa nặn cây thứ ba tao không đi rồi 2 triệu luôn này. Cái gì?
chưa đạn hết cây chứ mà. Mày đi bao tiền? 2 triệu ơi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bắt bằng. Thừa chồng khác. Thằng hay sao? Ủa nó bỏ bạn thằng kìa. Vừa mới em xong rồi nó thằng địt mẹ cắt con cụ mày gần bây giờ. Thiếu thì chui nó đi. 1, 2, 3 này. Thừa 2 triệu. Nát tổng mấy? Thừa 2 triệu. Bạn thừa ấy. Tôi thừa 1, 2, 3, bài bỏ 3, 2, 2, 2. Bạn tổng 3, tổng 3, thừa 5 triệu, 1, 2, 3, 4, 5 triệu khác à, thừa 5. Có dấu gì không, thằng con lợn này, chiêu mình rồi này. Bà lại có dấu gì không? Mẹ mấy thằng này chơi kiểu đéo thì không, tôi không, nghe không, tôi tiết rồi, chuẩn tiết. Mày thừa nhiêu? Thừa 5 triệu khác đây. Mày có đi bao nhiêu? Tôi vừa thừa 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là bố bắt bằng cái này. Thừa 1, thừa 2, thừa 3. Thừa 3 thôi. Bạn đánh cho mình đánh nó tâng tâng lên phải chưa? Không phải đánh để nó chạy, đánh cho đánh tiếp. Là tổng 8 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triệu à? Bỏ cái tay ra. 8 triệu bắt bằng đúng không? Ừ. Thừa 1, 2, 3, 4, 5. Thừa 5 triệu khác thôi. Bạn ra. Vừa bạn đi mấy đấy? Tôi đi 2. 2, 5 là 7. Bạn không thịt đúng không? Tôi thì được, bạn đúng rồi kia. Tại đấy, đi lại được. Úp vào kia. Ui, giải luôn. À, cái thằng bảy. Mày để nguyên dài đây. Cũng làm cái gì? 3, 4, 5 là bắt bằng rồi. Cũng tay bây giờ. 1, thừa 2, thừa 3, thừa 4, thừa 5 triệu khác. Biết 5 triệu rồi, bắt bằng nha. Thừa 1, 2, 3, 4. 5 triệu ơi. Mày đáp hết cái tôi kia vào. 6 triệu giòn luôn. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 4 điểm hết nó đi bạn. Bắt bằng tha sống nó còn tiền kéo đâu. Bây giờ mình phải nhìn tiền nó mình đánh với bạn điểm sao đấy. Bắt bằng gì nhặt bài nữa ra. Bài mày sắp chín không? Sắp chín thì ăn. Sắp gì nhá, không có sắp chín rồi, có sắp gì thôi. Địt cái bà lỗi mày. Thằng này còn tiền không? Con cụ mà mái mắt mày đuôi à? Không nghĩ bạn này đi nhận đẻ. Không. Đấy chỉ có như vậy thôi, và anh em đặt vào lòng thì nó không dính vào tay, khi anh em vẩy hết nước rồi nó không bị dính vào tay anh em nhìn chưa. Chỉ có đơn giản như vậy là mình đeo vào trong mắt rồi. Còn nhiều ông cứ bỏ đeo vào có lộ không, ở đây một mắt đeo mắt không đeo anh em nhìn nó hoàn toàn là bình thường đúng không? Không có gì là lộ cả. Thấy chưa? Bây giờ nhìn xuyên bài này anh em nhìn này, cái 9 này. Cái át này. Đấy cái 5 này. Đây trộn bài anh em xem ngẫu nhiên này. Đây trộn xoa thoải mái đi này. Thấy chưa? Trộn nhá. Anh em nhìn bốc bừa ba cây tôi biết là bài này bao điểm này. Ví dụ cái này 2 cái 10 1 cái 5 là 5 điểm này. Đấy, 2 cái 10 1 cái 5 này, đây là cái 9 này. 9 tiếp này. Cái 8 này, cái 7 này, đây cái 7 này. Đấy, khi anh em đeo kính áp tròng mà anh em sẽ nhìn được xuyên bài, còn anh em mà không có kính anh em nhìn nó chỉ là bài bình thường thôi. Nhá ok anh em nhá. Mua kính thì tôi hướng dẫn cách đeo.